Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nam mạng. Canh Ngọ là những người rất năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc. Con mắt nhìn xa trông rộng, luôn cảnh báo những khó khăn nguy hiểm phía trước, giúp họ có được những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân của mình. Bên cạnh đó, họ còn có lối sống rất phóng khoáng. Bởi vậy, có một số người tuổi Canh Ngọ thường thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn và họ ít cố gắng làm việc. Vậy thì với những người có đặc trưng tính cách như trên thì vận trình của nam mạng tuổi này sẽ diễn tiến thuận lợi hay là khó khăn? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích chuyên sâu theo từng phương diện và giai đoạn sau đây. Gia chủ Canh Ngọ sinh năm 1990 nam mạng có cung mệnh thuộc cung Đoài, trực mãn, mạng lộ bằng thổ, đất đường đi, khắc tuyền trung thủy, con nhà huỳnh đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con vượn, vật độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Canh Ngọ qua bài thơ sau. Canh Ngọ số mạng như vậy, đất ở đường lộ, muôn ngàn người đi, thuận sinh sung sướng lo gì, thoáng chợp, tháng 9 không thì tháng 3, đặng sinh 6 tháng ăn hòa, cũng nhờ ơn đức ông cha để dành. Thu đông lỗi số gian lao, mùa xuân dần mão biết bao khổ dày. Số này thân tự lập thân, được người giúp đỡ có phần làm nên. Lộc cao như núi Thái Sơn, cơ mưu khéo léo chẳng hề ai hay. Lập nên cơ nghiệp số này, kể từ vận giữa mọi đường đặng nên. Tổng quan, Canh Ngọ là những người rất năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc. Con mắt nhìn xa trông rộng, luôn cảnh báo những khó khăn nguy hiểm phía trước, giúp họ có những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân của mình. Thời trẻ, Canh Ngọ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách và gian khổ. Đến khi trưởng thành, sự nghiệp và cuộc sống dần ổn định hơn. Có lối sống phóng khoáng, bởi vậy, một số người tuổi Canh Ngọ thường thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn là cố gắng làm việc. Họ luôn là người nổi bật giữa đám đông với những câu chuyện thú vị của mình. Điều mà Canh Ngọ quan tâm chú ý nhất đó chính là những thứ mới mẻ, độc đáo. Trong công việc, không ít những lần tính cách đó khiến họ gặp phải khó khăn rắc rối. Ngày hôm nay Canh Ngọ có thể tìm thấy mục tiêu của mình, nhưng ngày mai họ bất ngờ thay đổi ý kiến và phương hướng. Bởi vậy hiếm ai có thể hợp tác lâu dài với những người tuổi này. Ngoài ra việc thay đổi bản thân, bản mệnh cũng nên chủ động kích hoạt năng lượng và tinh thần của mình bằng cách sử dụng vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam hợp sẽ giúp bạn chiêu đón quý nhân, hỗ trợ trong công việc và cuộc sống, giúp bạn có những quyết định và bước đi đúng đắn, từ đó thu được kết quả tốt đẹp. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng trong phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não màu đỏ, mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc trở nên thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên nên thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Tình duyên, khi yêu tuổi Ngọ luôn thể hiện sự lãng mạn phóng khoáng của mình. Họ biết ghi điểm trong mắt đối phương và chinh phục họ bằng những món quà bất ngờ. Canh Ngọ giống như một mẫu hình lý tưởng của các chị em thời hiện đại. Thế nhưng họ cũng là mẫu người cả thèm chóng chán, dễ thay đổi tình cảm của mình. Tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 12 âm lịch, những người sinh vào những tháng này, ở độ tuổi thanh niên, Canh Ngọ đã sớm có những rung động trong tình yêu. Ở tình cảm của họ trong sáng và ngày một lớn dần, thế nhưng dường như họ đã quá vội vàng trong việc lựa chọn một nửa của cuộc đời. Sự mâu thuẫn, sự bất đồng quan điểm khiến cho tình yêu của Canh Ngọ nhanh chóng rạn nứt, đổ vỡ. Một cánh cửa đóng sẽ có rất nhiều cánh cửa mở ra, mảnh ghép cuối cùng vẫn đang còn chờ đợi bạn ở phía trước. Sinh tháng 1, 2, 3, 5, 10 và 12 âm lịch, sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời. Thế nhưng mối quan hệ đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Canh Ngọ cần phải biết cách nhường nhịn và chia sẻ với người bạn đời của mình nhiều hơn để tìm thấy sự đồng cảm trong mối quan hệ. Sinh tháng 6, 11 âm lịch, tình duyên thuận lợi, vợ chồng sống sung sướng, hạnh phúc, gia đạo, công danh. Khi còn trẻ, công việc gặp nhiều khó khăn trắc trở, chưa thể ổn định được. Đường công danh cũng chỉ ở mức trung bình, phải ngoài 34 tuổi trở ra thì Canh Ngọ mới có được những bước phát triển vượt bậc, làm ăn tiến tới, đường công danh được sáng tỏ. Gia đạo hòa hợp, yên ấm, anh em trong nhà hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau. Tuy có những lúc xảy ra mâu thuẫn bất đồng giữa mọi người trong nhà, nhưng bằng sự khéo léo của mình, Canh Ngọ nhanh chóng hòa giải, giữ mối quan hệ hòa hợp. Tuổi hợp làm ăn. Lựa chọn tuổi làm ăn không chỉ giúp cho công việc của Canh Ngọ thuận lợi và phát triển hơn, mà còn có ảnh hưởng quan trọng tới sự nghiệp sau này. Nếu chọn đúng tuổi hợp với mình, Canh Ngọ sẽ gây dựng được sự nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công. Tiếng danh vang xa, được nhiều người biết đến.
Những tuổi hợp làm ăn với canh ngọ đó chính là Đinh Sửu, Giáp Tuất và Tân Mùi. Lựa chọn vợ chồng, hôn nhân là chuyện rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi vậy khi kết hôn canh ngọ nên lựa chọn tuổi hợp với mình. Ngoài việc ăn ý nhau về sở thích, tính cách thì hòa hợp về cung mệnh cũng là yếu tố quyết định cuộc sống tương lai của bạn. Kết hôn với những người tuổi Giáp Tuất, Mậu Thìn, Đinh Sửu, Tân Mùi, cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Kết hôn với tuổi Nhâm Ngọ, Đinh Mão và Kỷ Mão, cuộc sống khá giả, không mấy dư thừa nhưng cũng không lo thiếu thốn. Dù đôi lúc có gặp khó khăn về kinh tế tài chính, nhưng đổi lại canh ngọ có một gia đình hoàn hảo, ngập tràn tình yêu thương giữa mọi người với nhau. Đó sẽ trở thành nguồn động lực giúp họ vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Kết hôn với người tuổi Kỷ Tỵ, Ất Hợi, canh ngọ, Bính Tý, đây là sự kết hợp không mấy lý tưởng, bởi như về tính cách, sở thích và cung mệnh. Canh ngọ đều có nhiều điểm hoàn toàn trái ngược, xung khắc với những tuổi trên, nhưng bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi vì chỉ cần hai bên dành nhiều thời gian để quan tâm lẫn nhau, cuộc sống gia đình hòa hợp thuận lợi hơn. Ở độ tuổi 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 43, vận mệnh của canh ngọ kém may mắn, vì vậy không nên tính đến chuyện kết duyên trong khoảng thời gian này. Và nếu không thì cuộc sống gia đình sẽ gặp phải nhiều bất lợi, không mong muốn nếu cố ý. Canh ngọ là người có lối sống tự do và phóng khoáng, họ không ngần ngại thể hiện tài năng của mình ở khắp mọi nơi, đặc biệt là đám đông. Điều đó giúp cho những người này ghi điểm tuyệt đối trong mắt của những cô nàng. Một số nam mạng tuổi canh ngọ sinh tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 âm lịch có đời sống tình cảm phong phú lãng mạn. Họ khá đào hoa, luôn bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ và hấp dẫn. Tuổi đại kỵ. Trong làm ăn kinh doanh, may mắn là yếu tố khá quan trọng quyết định sự thành công của mỗi người. Nếu kết hợp với những tuổi xung khắc, may mắn của canh ngọ sẽ bị giảm sút, công việc từ đó mà trì trệ, trắc trở hơn. Bởi vậy, muốn làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, canh ngọ cần phải khéo léo né tránh, hợp tác với các tuổi đại kỵ. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc đời của canh ngọ có những năm gặp vô vàn những khó khăn thử thách và không thể nào tự mình giải quyết hết. Đó là vào các độ tuổi 25, 28, 32, 40 tuổi. Trong khoảng thời gian này, làm việc gì cũng cần phải thận trọng, suy nghĩ, suy tính, kỹ càng. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ cho vận trình của mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài là phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và được kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất khi bắt đầu những công việc, kế hoạch lớn, tuổi canh ngọ cần phải chọn ngày giờ đẹp để xuất hành. Điều đó sẽ giúp cho công việc, sự nghiệp của họ thăng tiến, gặt hái được nhiều thành công. Nếu tiến hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, canh ngọ sẽ không phải lo lắng thất bại. Diễn biến từng năm, từ năm 27 tuổi đến năm 32 tuổi. Đây là khoảng thời gian canh ngọ lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên, thời gian đầu sẽ khó khăn. Canh ngọ sẽ có những chiến lược, bước đi đúng đắn, vững chắc. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, nếu muốn thành công, canh ngọ nên tập trung vào một công việc ổn định, không nên có quá nhiều thay đổi cho sự lựa chọn của mình. Kiên trì trước khó khăn, đó chính là điều cơ bản nhất. Từ năm 33 tuổi đến năm 38 tuổi, trong khoảng thời gian này, ở độ tuổi 33, 35, 37, vận mệnh của canh ngọ kém may mắn, làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng, kỹ lưỡng. Và nếu không sẽ mắc phải sai lầm, ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp trong tương lai. Hai năm 34, 38 tuổi tài lộc dồi dào, làm ăn phát triển thịnh vượng. Trong hai năm này, cung tình duyên cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi, gia đình có nhiều niềm vui. Từ năm 39 tuổi đến năm 45 tuổi, có thể nói đây là khoảng thời gian thịnh vượng nhất trong cuộc đời của canh ngọ. Không những công danh sự nghiệp được thăng tiến, mà đường tình duyên cũng có vô vàn những chuyển biến mới mẻ. Khoảng thời gian này, canh ngọ cần tập trung hết sức mình vào công việc để nắm bắt những thời cơ thuận lợi cho mình.
từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Đây chính là khoảng thời gian có nhiều khó khăn sóng gió nhất trong cuộc đời của tuổi Canh Ngọ. Công việc bị giảm sút một cách đáng kể, thu nhập cũng không còn cao như trước. Tuổi 46 làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng, không nên quá tin tưởng, nghe theo lời người khác. Từ 51 tuổi đến năm 55 tuổi, công việc được duy trì ở mức ổn định, khó khăn cũng đã dần được giải quyết. Khoảng thời gian này Canh Ngọ nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, đặc biệt là người bạn đời. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm, số phận còn lại thay đổi tốt đẹp hay sao, phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và tài lộc, hanh thông.